Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Mặc dù nhiều người vẫn quan niệm mấy ông thích phô diễn kỹ thuật cá nhân toàn là kiểu màu mè, vẽ vời mà chẳng hiệu quả, nhưng dường như tất cả đều công nhận rằng sự xuất hiện của những gã phù thủy sân cỏ luôn mang đến cảm giác đã con mắt dành cho khán giả. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những màn tung hứng biểu diễn kỹ năng đi bóng siêu phàm của mấy ông phù thủy đó, để xem liệu cái cảm giác hưng phấn khi chứng kiến một pha bóng đẹp có lại ùa về không anh em nhé. Ở cái tuổi 40, việc Zlatan Ibrahimovic vẫn được coi như linh hồn của AC Milan, đó quả thực là một kỳ tích đáng nể. Ông già gương này thậm chí còn liên tục nổ súng, cũng như đè đầu lớp đàn em trẻ trung và sung sức hơn. Tuy nhiên, thời gian thì không chừa một ai. Dù vẫn hổ báo như vậy, nhưng những chấn thương đã là dấu hiệu cho thấy Ibra dường như đã đến giới hạn. Và cú trượt chân khi cố gắng truy cản đối thủ này càng khiến khán giả phải xót xa, cũng như cảm nhận ngày siêu sao Thụy Điển phải nói lời chia tay với sự nghiệp quần đùi áo số không còn xa. Eden Hazard phiên bản khoác áo Chelsea thực sự xịn vô cùng luôn, với thân hình không bị phát phì cùng đôi chân nhanh thoăn thoắt. Siêu sao người Bỉ đã khiến cho một hậu vệ phải cũng có số má như Zabaleta bị ngã xoạc cả chân mà cũng không lấy lại được bóng. Chân cứ đảo như đang lạc thế này, chắc các cổ động viên Real Madrid xem xong lại gào lên đòi công lý mất. Mau lấy lại phong độ nhé Hazard. Dù chỉ mới vào đầu video thôi mà trùm cuối đã xuất hiện rồi sao? Thôi thì lời khuyên chân thành cho các bác hậu vệ là đừng nên nhắm mắt nhắm mũi chặt chém Ronaldinho khi siêu sao người Brazil đang cầm bóng và chuẩn bị thi triển kỹ thuật. Khó lắm các bác ạ, à, là Ronaldinho gã phù thủy đại tài đấy. Sao mà đỡ được khi Rô Vũ đã đạt phong độ hủy diệt rồi, lại còn đi đường quyền ảo diệu như này nữa chứ? I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turn this stone into a pearl. Hình ảnh hậu vệ trái số 1 của Liverpool Andrew Robertson có pha đi bóng tốc độ để khiến cho Jorginho ngã sấp mặt ngay trên sân đã trở thành một meme vô cùng được yêu thích trên mạng xã hội một thời gian. Nhìn Jorginho lăn lông lóc mấy vòng vì ăn cú lừa của Robertson, nghĩ cũng tội mà thôi đành vậy. Cơ mà ảnh chế thì lại hài hước quá anh em à. Oh,
Nếu như bạn để cho Neymar có đủ thời gian kiểm soát bóng, chắc chắn siêu sao người Brazil sẽ biến bạn thành chúa hề. Bởi vì đơn giản cựu sao của Barcelona chắc chắn sẽ thi triển một loạt động tác kỹ thuật cá nhân. Điển hình là tình huống này đây. Cho dù có gọi thêm người để nắm lợi thế quân số, nhưng trước đôi chân múa đến chóng cả mặt của Neymar, hai thanh niên này đành phải bất lực để tiền vệ mang dòng máu Samba vượt qua. Gặp lại ông bạn thân cùng nhau trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, Cesc Fàbregas, ấy thế mà Messi lại có màn chào đón không thể thốn hơn thế này đây. Chỉ cần vài động tác ngoặt rồi lừa bóng, Empunga đã khiến cho Fabregas bị quê tột độ khi ngã dúi dụi ở trên sân. Đúng là đối đầu với Lionel Messi mà mất cảnh giác cái thì chỉ còn mỗi cái nịch mà thôi. Vẫn là Lionel Messi nhưng tại phiên bản trẻ trung hơn, với chiếc áo số 19 cùng mái tóc dài. M10 khi ấy trong vai một tài năng trẻ kiệt xuất đã khiến Roberto Carlos, một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử túc cầu, đã quay cuồng ngã dúi dụi. Vâng, một cậu nhóc còn chưa đầy 20 tuổi lúc đó đã khiến một người có đầy đủ mọi tư cách để trở thành huyền thoại phải bó chiếu. Thực sự là đỉnh của chóp luôn Messi à. Mấy cái ông tuyến trên phô diễn kỹ thuật thì cũng ấn tượng đấy, nhưng mà cũng thường thôi. Nếu để nói về đồ ảo diệu trong các pha ngoáy cháo thì phải tìm gặp anh chàng thủ môn này, bởi vì anh ta không chỉ ngoặt bóng một mà còn tới tận hai lần chỉ trong một tình huống. Điều đó đã khiến tiền đạo đối phương bị té ngã trong đau đớn. Như vậy là đã đủ độ đẹp trai và uy tín chưa các bác? Ông thần Gardini kỹ thuật cũng rất ra gì và này nọ đó nha. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bearing them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on fire. Give me that smoke, but I can't get high. We're the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Tuy rằng Kingsley Coman luôn khiến khán giả cảm giác là anh có đủ điều kiện để trở thành một chân chạy cánh đẳng cấp nhất, nhưng lại bị dính lời nguyền của sự nỗ lực. Chứ xét về nền tảng kỹ thuật cá nhân, tiền vệ người Pháp có thể tự hào. Đấy là còn chưa kể về khoảng tốc độ xé gió của anh. Pha ngoặt bóng đầy cảm giác khiến đối thủ suýt thì cạp đất này đã nói lên tài năng của Coman. Mặc dù vậy, ngôi sao sinh năm 1996 lại chưa bao giờ được coi là ngôi sao hạng A hết. Thương anh thực sự. Đã kết thúc video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng quay trở lại với trùm cuối Ronaldinho và mãn nhãn với độc chiêu tối thượng của anh Vũ. Trong kho tàng đồ sộ những kỹ thuật cá nhân siêu đẳng của mình, Rô Vũ đặc biệt thích sử dụng flip-flap để tung hoành sân cỏ. Một skill tuy trông đơn giản nhưng độ hiệu quả thì khỏi bàn, cũng như khả năng thuần thục nó không phải là chuyện dễ dàng. Thế nên là anh chàng hậu vệ này mới bị dập mông chỉ trong một pha flip-flap của Ronaldinho đó các bạn. Đấy, người ta gọi là quá ngầu luôn. Vừa rồi là những kỹ năng đi bóng thượng thừa của các ngôi sao xương cỏ, như muốn hủy diệt cả sự nghiệp của đối thủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.